với Đức Mẹ rất nhiều. Đức Mẹ rất là đẹp, mặc áo xanh các thiên thần ở hai bên rất là đẹp. Còn cũng có lần Đức Mẹ bế được Chúa Giêsu, rất là đẹp luôn. Và người mà bảo là được ơn của Đức Mẹ đấy thì mọi người không tin. Thế nhưng mà em bảo là, tại vì em là người lái xe và em cũng đi, thì em bảo là, thì thực tế là nhầm đường thật. Cứ đi hỏi thì người ta chỉ cái giáo xứ này, xong rồi đi vào giáo xứ này thì không thấy, lại đi ra giáo xứ kia. Đến khi giáo xứ kia thì không thấy, thì em chỉ lẩm bẩm trong bụng, em bảo là mẹ muốn cho con đi xa cũng được, vòng vèo cũng được, con làm sao con khỏi. Thì em cảm nhận là em hết đau lưng. Người ta chỉ xoa bóp nhẹ nhàng thôi, xong mình đọc kinh, mình cầu nguyện thôi, chứ không có cái thuốc men gì cả. Nhưng mình hết đau lưng thì mọi người cũng có mấy người hết như em, trên cái chuyến xe của em thì hết như em. Thì em chỉ cảm nhận, em bảo cháu cũng không biết là mọi người thì cứ tuyên truyền như thế nào, nhưng mà với cháu thì tin là có được. Nhưng mà với bản thân em thì em rất được ơn của Đức Mẹ. Luôn luôn. Niềm tin là sẽ chiến thắng được tất cả. Cũng vào Tà Bao rồi. Đức Mẹ Tà Bao phải là một kỳ tích. Em leo, hai vợ chồng leo, leo lên leo xuống, leo lên leo xuống, phải 4-5 vòng ấy lượng nhỉ. Đức Mẹ Tà Bao. Mà cảm thấy không mệt, cảm thấy khỏe. Không, em cứ đi bình thường, người ta đi em cứ chạy. Đi bình thường em cũng đã leo Đức Mẹ Tà Bao. Mà thậm chí còn phấn khởi nữa. Đức Mẹ Tà Bao với cả là Đức Mẹ Bãi Dâu em cũng đi rồi. Nói chung là em cũng đi tương đối, nhưng mà không đi trên thế giới thì chưa có dịp. Rồi, chúc chị cùng gia đình có những chuyến đi ra ngoài nước ngoài, thấy không? Những nơi như là em cũng mong Pháp sẽ được đi đến Đức Mẹ Fatima. Ok. Vâng. Hoặc là Đức Mẹ Lộ Đức, em cũng mong muốn thế. Thứ hai là em cũng muốn nói với mọi người là ai cũng thế thôi, có một niềm tin rất là riêng của mình. Thế nhưng mà tin mẹ là sẽ được. Vì bản thân em là em được rất là nhiều lộc của Đức Mẹ. Và em có một cái quyết tâm là, thứ nhất là quyết tâm, thứ hai là mình ước là mình sẽ thấy. Nhưng em có một cái đặc biệt khác hơn là khi mà em nói chuyện với một người khác á, thì người ta bảo chưa bao giờ thấy Đức Mẹ. Nhưng em được nhìn thấy Đức Mẹ rất nhiều. Đó là một sự may mắn của chị, cũng là đặc ân của Đức Mẹ ban cho chị. Và qua lời nhắn nhủ của chị sẽ gửi đến tất cả những đồng bào và một số người ở nước ngoài đó, sẽ cảm nhận được những lời chia sẻ của chị. Thì em cầu xin cái gì là Đức Mẹ đều ban cho em được. Có lần Đức Mẹ mặc áo xanh, áo hồng, áo trắng, rất là đẹp, đẹp lắm á. Nhưng mà có mỗi Đức Mẹ Trà Kiệu mà em chưa nằm mơ được. Vì Đức Mẹ Trà Kiệu rất là đẹp, đẹp như một thiếu nữ luôn á. Đức Mẹ La Van này chị có nằm mơ bao giờ chưa? Đức Mẹ La Vang thì em có, em nói rồi đấy. Đức Mẹ La Vang thì là lúc Đức Mẹ bế Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà Đức Mẹ Trà Kiệu thì em chưa bao giờ nằm mơ. Vì Đức Mẹ Trà Kiệu thì như là hình một cô gái á, khoảng 18-20 thôi, rất là đẹp, nhưng chưa bao giờ nằm mơ. Còn em nằm mơ Đức Mẹ một mình, Đức Mẹ ban phép á. Đức Mẹ một mình ban phép, cầm cái que ban phép này. Còn Đức Mẹ bế Đức Chúa Giêsu có rất là nhiều, còn Đức Mẹ mặc áo trắng có, nhưng mà không có, chứ được bao giờ được nằm mơ Đức Mẹ Trà Kiệu. Em cũng mong qua đây thì đúng là lần đầu tiên em đứng nói như thế này. Thứ hai là em cũng đến đây là lần thứ hai, và em nói chung là cứ ở đâu có Đức Mẹ, có lễ to là em đi. Thì em cũng được ơn rất là nhiều, em cũng mong mọi người cũng có lòng tin như em. Vâng, chị Tâm cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là phải có niềm tin thì chắc chắn sẽ thấy Đức Mẹ và được Đức Mẹ ban ơn. Khi mà mình đã có niềm tin rồi thì niềm tin của mình phải nói là chắc và giữ lập trường, không bao giờ bị lung lay một cái vấn đề gì hết. Dù mình đi sai nhưng mà sau rồi mình sẽ quay lại về đúng đường là được. Không bao giờ phải lo lắng một cái gì cả, mẹ dẫn đường hết.